Xin chào quý ông bà cô bác anh chị, hôm nay cuộc sống Canada xin quay về một cái ngôi chợ rất là thông dụng ở Canada này. Chợ tên là Northfield. Tên của chợ là Northfield. Giờ mình sẽ vô trong coi thử chợ hôm nay có gì mới. Có những sản phẩm nào giảm giá không? On sale không? Giờ trước hết mình đi lấy xe trước. Mình sẽ bỏ vô đây 25 sen. Ok, mình kiểm cái miếng vỏ mình có 25 sen không. Ok, may quá. Đây, 25 sen, 25 sen Canada. Mình bỏ vô đây. Đã được cái xe vô ngôi chợ này. Trái cây cam 1.69 một thau. Rau các loại. Còn thứ trái này yellow plum, mình phải lấy một hộp. Đây là yellow plum. Nhiều loại trái cây. Ngôi chợ rất là rộng, quý vị có thấy được không? Đủ thứ. Thôi bây giờ mình sẽ lấy một hộp. Lấy hộp này quá. Này có nhiều cái đỏ hơn. Này tên là yellow plum. Rồi qua mình sẽ lấy một bịch cherry. Cái cherry này sao? Này nho. Cái lớn thôi. Sẽ lấy một bịch cherry này thì giá là 2.97 đồng một pound. Ngon cherry là không ngon. Mình sẽ đi qua cái chợ khác. Đây nó có blueberry. Blueberry là on sale. Mình sẽ lấy thêm một đồng 44 một hộp. Bạn thấy blueberry bên Việt Nam mình gọi là trái Việt Quốc. Mình sẽ lấy video này mình xin tạm dừng ở đây. Mình sẽ đi một vòng. Mình sẽ đi một vòng quay cho quý vị thấy. Quay lại. Pineapple hôm nay bao nhiêu? 1.97 đồng một trái à? Hơn 1.97 đồng một trái.
Cái bánh lửa đó nó ngon đây. Cái này cháo này cháo nó ngon quý vị. Chắc cái này quá. Để trên này một cái mình sẽ lựa mái trái được. Còn trên này thì làm sao, cái này nó vàng nó hơi nhỏ, ra cái trong này lớn hơn nè. Cái này lớn hơn. Hai trái sẽ lấy lựa một trái nữa mới được. Những trái nào ngon ngon lấy thêm một trái nữa. Cái này cũng ok. Ba trái hai đồng một trái thôi, lâu lâu nó mới on sale. Ngon, lấy ba trái đủ rồi. Này có đồ đủ nữa nè quý vị. Đu đủ đây. Cái này là melon canary. Đu đủ nó để lộn là cream water coconut symphony. Cũng vui thiệt. Đu đủ nó để là cream water coconut. Đúng tên của nó là papaya. Dưa lưới nè, bên Việt Nam mình gọi là dưa lưới nè quý vị. Ở đây có 97 cent nè, khoảng 10 mấy ngàn đồng Việt Nam một trái. Cái dưa lưới này đây mình sẽ lấy một mấy trái gì ăn. Một trái nè. Loại dưa màu vàng khác. Đây là loại dưa lưới. Lưới là cái gì? Dạ, nó trên này. Tom.
sợ rồi. Sao nó một bịch giá nữa quý vị. Nó một bịch giá. Xong phần trái cây. Giờ mình sẽ đi vòng bánh kẹo này với mình. Cũng là bánh. £7. Mình sẽ để dăm lên đây cho quý con. Một dòng trong này có cái gì nữa. Ngoại hành bơ, bơ được bơ thực vật các loại. Meronia magazine. Ở cái gì hộp bự bự vậy luôn á. Quý vị xem cá Việt Nam mình nè, ta nhập qua ta bán vậy nè. Rồi, grilled pink salmon. Yeah. Đây. Cái này đây, coi cái này là cá của ai. Cá này là của ai đây. Cái này của China. Còn cái này là, coi cái cá này là của ai. Như đang một bịch. Cái này của Việt Nam. Chị có nhìn thấy không? Từ Việt Nam. Cho cái gì xem. Thế. Cá này là cá của ai? Này. Này cũng của Việt Nam. Cái Việt Nam mình nhập qua này rất là nhiều. Cái này của ai đây? Cá này cũng của Việt Nam luôn. Như hầu như cái hàng cá này là của Việt Nam hết. Mình nhập qua rất là nhiều. Nguyên cái freezer này là của nguyên cái tủ này á. Đang đựng các loại cá ba sa bên Việt Nam nhập qua. Ba sa file. Cái này của ai? Này của China. China không xài. Bột trong hộp sẵn để ta làm bánh mì nha quý vị. Bánh mì rất xanh. Nướng là bánh mì.
hai cái gì mình thỉnh thoảng mình làm ăn thử. Do vậy như vậy này có gì thấy không, có 2 đồng 50 sen, 2 đồng 50 sen một cái thôi. Rất lọ nước uống, nước FPK, cái này laptop phi, cái này không có đường, màu xứ rẻ đi, nó gì, form concern rác, nước natural, cái này là từ cái này không phải là cái đồ này không phải cái real này, tôi làm từ những cái hương vị thôi quý vị. Chiên sẵn, lăn bột chiên sẵn. Này là hàng trứng và các loại đồ nước trái cây. Xanh 100% được nước cam tắt luôn. Cái này cũng có từ cái concern rat này, loại này không phải từ cái hương vị lấy một hộp này vì ăn cho nó vui.
Chẳng là chi đời. Loại nước mà từ những cái hương vị nè, từ hương vị nó bán giảm giá rất là nhiều, on sale quá nhiều luôn, giảm giá hết. Nhưng mà mình không bao giờ uống mấy loại nước đó. Chỗ này nó chẳng có những cái gian hàng như vậy. Asian sau Mexican restaurant butter sau this fresh gravy. Bên này gọi là salad dressing. Bên này gọi cooking oil, pickled olive, contain vegetable, bean, contain butter, contain milk, fish. Oh, sorry. Mushroom. Tissue, facial tissue, paper towel, seasonal, cook plus food stronger, grasp from garbage bag, vật dụng gia đình nằm đây, nước rửa chén, mình sẽ mua một chai nước rửa chén này, coconut butter. Rửa chén nha quý vị, làm nước rửa chén, cũng là nước. Mình sẽ mua một cái chai đây nữa, oxy deep oxy cutting powder. Ok, mình ra tính tiền được rồi quý vị ha. Thôi đây là hàng sữa các loại để trong tủ quý vị. Sữa trong tủ. Ok, giờ mình lên tính tiền được rồi quý vị ơi. Rồi bao nhiêu đủ à? Mình sẽ đem một cái tiệm tàu, mình sẽ quay ở trên cái tiệm đó, tiệm người Asian, chạy tiệm châu Á. Rồi quý vị xem tính tiền rất là đông. Có loại kem nào on sale mà mình thích không? Mình sẽ mua một hộp kem này, có loại mình thích đây.
cho lên một lọ hộp này. Hay quý vị, mình thích loại kem này. Sẽ lấy về ăn thử. Sorry. Yes. Name banana list item sun here and steak item. Một hộp để 5 đồng vậy. Frozen yogurt. Đây là một hộp. Bây giờ mình mua về nó sẽ bị chảy. Không được. Sorry, I get back. Yeah. I said to go round, round. Do not go home. Yes. I don't want to go to mail. Là người phụ nữ phía sau cho quý vị xem người đàn bà phía sau mình nói chuyện với bà. Cho quý vị xem bà đang ở phía sau mình đây. Ốp bà đang bệnh tên mua đồ đây. Nói một hộp iPhone. Mọi người đến tính tiền rất là đông quý vị. Quay tính tiền. Thứ bảy mọi người đi chợ rất là đông. Nhưng mà cô bác anh chị có thể thấy được ở đây người ta đi và rất lịch sự, ai cũng đeo khẩu trang hết đó. Mặc dù là ai cũng được chích ngừa đủ 2 liều vaccine nhưng mà mọi người rất là có ý thức đứng xếp hàng cách xa 2 thước. Quý vị xem vị trí mình đứng đây đến vị trí cô kia là 2 thước, rõ ràng là 2 thước, không được đứng gần. Mà dù ở Canada này ai cũng được chích ngừa 2 mũi nhưng mọi người rất là ý thức tự bảo vệ bản thân của mình. Quý vị có thể thấy được đây, mình tiến lên vật này, vật của cô hồi nãy thôi, bà phía sau, bà phía sau cái vật của mình. Number 4. Thank you. Where are you? Good. Mình trả tiền cái gì? Mà mình mua một quả của mình đi một vòng là mua nguyên một xe đó. Mà mình trái cây không à? Oh yes please. Let me see, can I have the sick? Thank you. Thank you.
ri chế Việt Quốc. Rửa chén lên hai hộp bánh croissant. Yeah. Oh yeah, I do. Thank you. Mình mới có thể giảm giá thôi. Có thể đi lấy bơ nè. Chê đi. Okay, can you dive it? Dive it, please? Yeah. Can you do tap or not? Tap? Have a good day. You too, then. Okay. Giờ mình bỏ vô đi quý vị. Con bò mình bỏ đồ vô trong. Xong rồi, hôm nay mình đi chợ là hết ra. Đây là cái bill mình đi chợ hôm nay 48 đồng. Để cho tôi thấy rồi. Bill hôm nay mình đi chợ 48 đồng 69 đồng. Để khoảng 1 triệu đồng Việt Nam. Thì mình đi ra, mình ra xe đây. Thank you.
mình để hơi xa một chút. Video tiếp theo. Bye quý vị. Một giờ để mình chắc rồi đi xe. Tiếp theo nha. Giờ mình phải bỏ đồ vô trong xe nè. Mình mở cấp xe lên rồi. Giờ mình phải bỏ đồ vô trong xe. Xe của mình đó. Xe sẽ buồn. Mình lấy chụp lại thôi. Ố. Mấy thơm này bị đắt rồi. Tao này không chịu đựng được nổi mấy cái thơm. Từng trái như vậy. Ok, mình sẽ đóng xe xuống. Ok, giờ này mình sẽ trả cái xe đẩy này vô cái chỗ để xe. Đây mọi người rất là được ý thức. À, xin để đồ vô chung cái vị trí này hết. Đây, để thứ tự. Cái gì thấy xe để rất là thứ tự. Mình để vô, mình lấy lại 25 cent của mình. Yeah, 25 cent bao. Lên xe của mình nha quý vị. Ok. Đây là con ngựa sắt. Ok. Video đến đây xin tạm dừng. Chúc quý ông bà cô bác có một ngày vui vẻ, may mắn. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Quý vị ông bà cô bác anh chị đừng quên nhấn nút chia sẻ, nút like, thích and share cái nhấn nút đăng ký channel Cuộc Sống Sao Kê Chính Xác Tại Canada này, để cho Cuộc Sống Sao Quê có thêm động lực để làm những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn quý ông bà cô bác,
rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.